Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh Hòa Bình ngày đầu tiên kết thúc giãn cách xã hội. Phỏng vấn Sở Y tế về tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Số ca nhiễm dịch COVID-19 trên thế giới đã vượt 2 triệu người, còn số ca tử vong vì dịch bệnh vẫn tiếp tục tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có sơ kết việc thực hiện chỉ thị 16 và đưa ra các quyết sách mới. Ban chỉ đạo thống nhất việc phân loại các địa phương thành 3 nhóm, nhóm có nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp tương ứng. Cụ thể, nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương là Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh. 10 tỉnh thành phố và 2 đô thị trung tâm nói trên sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 22 tháng 4 hoặc ngày 30 tháng 4. Tùy vào tình hình cụ thể về lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhóm nguy cơ gồm 15 địa phương là Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, kết hợp thực hiện tốt chỉ thị 15 và chỉ thị 16 đến ngày 22 tháng 4. Quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra vào ngày 22 tháng 4 tùy vào tình hình dịch bệnh. Nhóm nguy cơ thấp gồm 36 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 15 của Thủ tướng, trong đó tỉnh Hòa Bình thuộc nhóm này. Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng cụ thể trên địa bàn của mình một cách phù hợp, nghiêm túc theo các cấp độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ quyết định cụ thể cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ các dự án, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ngừng sản xuất kinh doanh nếu cơ sở không đảm bảo việc phòng lây nhiễm COVID-19. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn quyết định việc có thể kéo dài thực hiện chỉ thị 16. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Sở Giao thông Vận tải vừa ban hành văn bản số 794 ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh đến khi có thông báo mới, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa, tạm thời đình chỉ có thời hạn các phù hiệu, biển hiệu đối với các loại hình kinh doanh vận tải do Sở Giao thông Vận tải cấp, bao gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hành khách theo hợp đồng, xe du lịch đến khi có thông báo mới. Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa các cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến khi có thông báo mới. Các đơn vị sử dụng các loại xe 4 bánh có sử dụng năng lượng điện để vận chuyển hành khách tham quan trong nội bộ các khu du lịch, khu di tích thực hiện việc dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Giao phòng chức năng của sở thông báo và tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Từ đầu năm đến nay, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định, nhất là trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn cung hàng hóa luôn đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân. Các siêu thị, trung tâm thương mại đều có phương án kế hoạch tăng hàng dự trữ lên từ 30 đến 50% so với thời điểm bình thường. Giá cả hàng hóa không có biến động lớn. Tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường nhằm bảo đảm ổn định thị trường giá cả, không để tăng giá đột biến, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Đặc biệt là trong thời gian ứng phó với dịch COVID-19, thực hiện nghiêm công tác quản lý thị trường, ngăn chặn xử lý các hoạt động buôn lậu, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, vận chuyển hàng hóa trái phép, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như là khẩu trang, nước rửa tay khô hay vật tư y tế. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là tỉnh thuộc nhóm địa phương có nguy cơ thấp, tuy nhiên với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao. Người dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục nâng cao tính chủ động trong công tác phòng chống dịch, không lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự sáng ngày 16 tháng 4. Tại nhiều tuyến đường trọng điểm của thành phố Hòa Bình sáng ngày 16 tháng 4, ngoài lĩnh vực kinh doanh thiết yếu như lương thực, thực phẩm, một số lĩnh vực kinh doanh đã hoạt động trở lại. Ngay đầu giờ sáng nay, chị Chu Thị Anh đã mở cửa hàng của mình để kiểm kê hàng hóa và vệ sinh cửa hàng. Mặc dù trong thời gian cách ly xã hội, chấp nhận thiệt hại về kinh tế, nhưng theo như chị Anh,
việc giãn cách xã hội, không mở bán những mặt hàng không cần thiết đã góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19. Mặc dù Hòa Bình thuộc mức nguy cơ thấp, thế nhưng như vậy không có nghĩa là cũng không được chủ quan về vấn đề này, bởi vì là cái nguy cơ nó mắc bệnh rất là cao nên không thể nào chủ quan để nói, không biết thế nào để nói trước được. Mặc dù là địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ thấp, nhưng ngay từ sáng ngày 16 tháng 4, người dân vẫn chấp hành khá tốt việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Nhiều cửa hàng vẫn bố trí dung dịch sát khuẩn để khách hàng thực hiện khi vào mua hàng hóa. Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh, người dân thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Qua cái thông tin của vô tuyến thì nhân dân trong xóm thì cũng chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh các cái chỉ thị của chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, thì nhân dân cũng thực hiện rất nghiêm chỉnh. Các gia đình vẫn có cách ly và bà con coi như là đi ra đường vẫn dùng đeo khẩu trang và không tụ tập đông người ở ngoài khu dân cư, thực hiện nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống dịch. Mặc dù trong địa bàn tỉnh cũng trong phạm vi là cũng không là nguy hiểm lắm. Theo khuyến cáo của Sở Y tế tỉnh, tỉnh Hòa Bình được xếp vào nhóm nguy cơ thấp, không có nghĩa là an toàn với dịch COVID-19. Trên địa bàn tỉnh không có ca dương tính với COVID-19, không có đường hàng không, đường biên giới, ít có yếu tố dịch bệnh xâm nhập. Tuy nhiên nếu chủ quan lơ là thì bất kỳ chỗ nào đều có thể xuất hiện dịch bệnh. Vì vậy người dân trong tỉnh vẫn thực hiện tốt chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng. Mặc dù Hòa Bình là một trong những địa phương nằm trong nhóm nguy cơ thấp của dịch bệnh COVID-19, thì tuy nhiên cái tình hình dịch bệnh trong thời gian tới diễn biến cũng hết sức phức tạp. Thì Ban hộ tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn thể, đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như là các cái biện pháp phòng chống hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì Ban hộ tỉnh đoàn cũng đã xây dựng cái kế hoạch về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống đoàn toàn tỉnh. Đến sáng ngày 16 tháng 4, tỉnh Hòa Bình chưa ghi nhận ca dương tính nào với virus COVID-19. Có 114 trường hợp nghi ngờ đã và đang được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định. Tỉnh Hòa Bình luôn chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để tiến hành khoanh vùng dập dịch cùng với sự vào cuộc tích cực của từng người dân. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai có hiệu quả theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay thì toàn tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 và là địa phương thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm thấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này và tiếp tục triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, tỉnh Hòa Bình thì là được xác định là địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp. Vậy xin ông cho biết cụ thể hơn về nội dung này. Về việc đánh giá cái tỉnh nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương căn cứ vào một số những cái tiêu chí như sau. Trước hết thì đối với tỉnh Hòa Bình thì hiện nay chúng ta chưa ghi nhận một cái trường hợp nào COVID dương tính trên địa bàn toàn tỉnh. Cái thứ hai, Hòa Bình thì không có cái đường biên giới với các nước mà đang có cái dịch xảy ra, cũng không có cái cảng hàng không để mà giao lưu với các nước bên ngoài. Cái thứ ba, chúng ta không có cái khu công nghiệp và đông công nhân làm việc, đặc biệt là những công nhân làm việc ở những cái nước mà đang cái tâm của dịch. Và cái thứ tư nữa là Hòa Bình chúng ta thì không phải là cái trục mà giao thông chính trong cả nước. Nên chính vì thế mà Hòa Bình được xếp là một trong 36 tỉnh thành mà nguy cơ thấp theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương. Đối với những địa phương mà nguy cơ thấp thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo là không thực hiện chỉ thị 16 mà nghiêm túc thực hiện chỉ thị 15. Với nội dung như vậy thì những cái lĩnh vực kinh doanh nào sẽ được phép mà hoạt động trở lại thưa ông? Đối với tỉnh Hòa Bình sẽ có một số những cái lĩnh vực về dịch vụ sẽ được nới lỏng hơn so với cái chỉ thị 16. Như là cái hoạt động của giao thông thì có thể sẽ cho phép hoạt động trở lại một số những cái tuyến hành giao thông trong nội tỉnh cũng như là đi ngoại tỉnh. Thế rồi cái dịch vụ về taxi cũng sẽ được hoạt động trở lại.
một số những cái dịch vụ liên quan đến tiêu dùng thiết yếu và những cái dịch vụ phục vụ cho đời sống sinh hoạt thì cũng sẽ được nới lỏng hơn. Bên cạnh đó thì đối với những cái quy định như là tập trung đông người thì cũng sẽ được mở rộng ra. Xin ông cho biết thì người dân cần tiếp tục làm gì để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả? Đối với người dân thì trong chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cũng là quy định rất là cụ thể. Trước hết là người dân nên hạn chế, không nên ra ngoài trong khi mà dịch đang xảy ra. Chỉ ra ngoài khi mà chúng ta thực hiện những cái công việc gì thật cần thiết. Cái thứ ba là đeo khẩu trang tại những nơi công cộng và rửa tay bằng xà phòng hoặc bằng cồn sát khuẩn. Cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc giãn cách khi mà ra ngoài, đảm bảo là khoảng cách là 2 mét để mà tránh cái sự lây lan cho cộng đồng. Ngoài ra thì người dân cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe cũng như là vệ sinh môi trường để chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống dịch. Ngành y tế sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh về các cái biện pháp chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả như thế nào? Đối với ngành y tế thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành những văn bản để mà chỉ đạo các ngành đoàn thể cùng tham gia chung sức cùng với ngành y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch. Trước hết tôi cho rằng là cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân biết được các cách phòng tránh, để nâng cao cái trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch. Thứ hai nữa là củng cố lại hệ thống y tế để nâng cao cái năng lực thu dung cũng như là cái khả năng mà xử lý ổ dịch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế. Cái thứ ba là chuẩn bị những cái phương tiện, trang thiết bị, rồi dụng cụ bảo hộ để làm tốt công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì ngành cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân tỉnh tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cho phòng chống dịch được tốt hơn. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay: vận hành máy ATM gạo miễn phí tại huyện Lương Sơn. Ngày đầu thực hiện chi trả lương hưu. Với mong muốn không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trong thời điểm dịch bệnh, máy ATM gạo miễn phí đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình do huyện Lương Sơn phối hợp với công ty Sách Thái Hà thực hiện đã chính thức đi vào hoạt động từ sáng ngày 16 tháng 4 năm 2020. Những người đến nhận gạo tại cây ATM gạo miễn phí đều thực hiện đúng quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, được đo thân nhiệt và được ghi lại thông tin y tế, xếp hàng giữ khoảng cách 2 mét trong lúc chờ đến lượt nhận gạo. Mỗi người dân khó khăn sẽ được nhận 3 kg gạo một lần mỗi ngày. Cây gạo này hoạt động từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút hàng ngày. Với số gạo dự trữ lên đến 30 tấn, dự kiến gạo sẽ được phát từ nay đến ngày 30 tháng 4 hoặc cho tới khi hết gạo giúp đỡ cho người nghèo, người gặp khó khăn tại Lương Sơn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Chỉ ngay trong buổi sáng đầu tiên đưa máy ATM gạo miễn phí vào vận hành, hơn 5 tạ gạo đã được phát ra. Các mạnh thường quân đã đến ủng hộ máy phát gạo tự động hơn 3 tấn gạo để máy hoạt động trong suốt mùa dịch COVID-19, giúp ích cho nhiều người hơn nữa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tạm dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm, chuyển sang cung cấp thông tin thị trường lao động. Kết quả đã tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 1.000 lao động. Công tác xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn do nhiều quốc gia hạn chế người nhập cảnh. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ phối hợp với những đơn vị liên quan, thu thập nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và mong muốn tìm kiếm việc của người lao động theo vị trí ngành nghề. Bên cạnh đó, cung cấp cho người lao động các vị trí việc làm gắn với trình độ chuyên môn nguyện vọng của họ, đồng thời căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch COVID-19, phối hợp với các địa phương xây dựng các phiên giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, tỉnh Hòa Bình xây dựng 54 sản phẩm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP. Để nâng cao hiệu quả và chất lượng trong triển khai chương trình OCOP năm 2020, theo đúng kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo rõ các danh mục sản phẩm đăng ký, đồng thời giao trách nhiệm cho từng đơn vị. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện việc hỗ trợ hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai theo kế hoạch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình.
cùng với đó phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ra soát và nâng cao chất lượng công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm ô cốp, đảm bảo minh bạch chất lượng, với các địa phương cần tăng cường vai trò và sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc triển khai đánh giá sản phẩm ô cốp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tránh tập trung đông người, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện việc chi trả lương hưu tại nhà cho người hưởng. Trong ngày đầu thực hiện, việc chi trả cơ bản được đảm bảo kịp thời, an toàn và thực hiện nghiêm túc, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Hôm nay, ông Kiều Xuân Hòa ở tổ 1 phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, cũng như nhiều cán bộ hưu trí khác, phấn khởi khi được nhận tiền lương hưu tại nhà. Tuổi đã cao, sức đã yếu, việc đi lại gặp rất nhiều hạn chế, nên được cán bộ bưu điện thành phố Hòa Bình đến tận nhà để chi trả lương hưu, khiến ông Hòa rất yên tâm. Điều này sẽ hạn chế việc đến những nơi tập trung đông người, góp phần cùng phòng chống dịch COVID-19. Đợt này tôi thấy là rất là vui mừng, được cái là Đảng và nước đã quan tâm đến những người già tuổi như chúng tôi, không phải đến chỗ lĩnh lương vì có cái bệnh dịch COVID, cho nên chúng tôi được đỡ tránh khỏi về lây nhiễm để đảm bảo sức khỏe cho những người già. Thì tôi thấy là cái sự quan tâm của Đảng và nước cũng như các ngành bưu điện, bảo hiểm, thực sự chúng tôi vô cùng là xúc động. Thế chỉ có một lời chân thành là mong làm sao mà cái sự này cứ duy trì được cho chúng tôi thì càng tốt. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại một số điểm bưu điện trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tình trạng người hưởng chế độ lương hưu tập trung đông tại các điểm chi trả như các tháng trước, thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh, đã hạn chế rất nhiều. Tại các quầy giao dịch, chỉ có một số người dân có việc cần thiết như gửi đồ, điện báo đến giao dịch. Tuy nhiên, để người dân hiểu và nắm rõ được những thông tin về việc chi trả lương hưu trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, các điểm bưu điện trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã chủ động treo các thông báo liên quan đến việc chi trả lương hưu ngay tại các cửa ra vào. Trong ngày đầu thực hiện việc chi trả lương hưu tại nhà, đa phần người dân phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất với nhân viên chi trả để việc chi trả lương hưu diễn ra nhanh chóng kịp thời. Ngay từ đầu giờ sáng thì theo thói quen cũ thì hàng tháng các cụ có ra các điểm bưu cục để chi trả lương trực tiếp. Nhưng được sự hướng dẫn của các cán bộ bưu điện thì các cụ đã lập tức trở về nhà. Đến nhà thì các cụ đều phối hợp để thực hiện các bước để khử khuẩn, đeo khẩu trang và phối hợp với chúng tôi thực hiện việc chi trả được dễ dàng, thuận tiện hơn. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 34.964 người đang được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 gộp vào cùng một kỳ chi trả một lần, với số tiền trên 281 tỷ đồng. Để việc chi trả lương hưu đến tận tay người hưởng đảm bảo an toàn, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt trước mỗi ca chi trả, thực hiện xịt nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong giao tiếp tối thiểu 2 mét. Đồng thời, nhân viên chi trả, người hưởng lương hưu đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả. Dự kiến việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 sẽ hoàn thành vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Thì đến thời điểm này, về cơ bản là người dân được, tức là người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được nhận tận nhà một cách an toàn. Theo phương án của chúng tôi, đã gửi báo cáo với Ủy ban dân tỉnh thì khi mà đến nhà người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mà nhiều lần mà không gặp được thì chúng tôi sẽ sau cái đợt chi trả thì chúng tôi sẽ cùng với bưu điện sẽ tổ chức chi trả tại các điểm đại lý bưu điện. Thì cái việc này cũng phải thực hiện theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Người hưởng lương hưu đa phần là người cao tuổi, sức đề kháng với các loại dịch bệnh kém. Trong thời điểm này, việc chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người hưởng không phải đến những nơi tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Số ca nhiễm dịch COVID-19 trên thế giới vừa chạm cột mốc mới. Theo số liệu của Mỹ công bố trên toàn cầu, đã có hơn 2 triệu người nhiễm COVID-19. Số ca tử vong vì dịch bệnh này lên tới hơn 130.000 người. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 630.000 ca nhiễm, trong đó bang New York là tâm dịch ở nước này.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ban hành một sắc lệnh bắt buộc tất cả người dân New York phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng khi không giãn cách xã hội. Châu Âu là điểm nóng sau Mỹ. Tuy nhiên, sau khi số ca nhiễm và ca tử vong tại châu lục này có chiều hướng giảm, một số nước đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế, trong đó có Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công bố kế hoạch nới lỏng một phần lệnh phong tỏa. Theo đó, một số cửa hàng sẽ được mở cửa trở lại vào tuần tới. Sau đó, vào đầu tháng 5, một số trường học cũng sẽ được nối lại hoạt động. Tuy nhiên, các nhà hàng vẫn phải đóng cửa trừ dịch vụ giao hàng. Các sự kiện lớn vẫn sẽ bị cấm cho đến cuối tháng 8. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại Nga vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga đã vượt 24.000 người. 60% trong số này là ở thủ đô Moscow. Chính phủ Nga đã ban hành những hạn chế về đi lại trong thành phố này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết WHO đang đánh giá tác động của việc Mỹ ngừng tài trợ cho tổ chức này. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự đáng tiếc với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Ghebreyesus cho biết, với sự hỗ trợ của người dân và chính phủ Mỹ, WHO đã nỗ lực để cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe cho những người nghèo nhất và dễ bị ảnh hưởng nhất trên thế giới. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho WHO do cách xử lý của tổ chức này về dịch COVID-19. Tổng giám đốc Tedros cho biết, hiệu quả làm việc của WHO sẽ được xem xét bởi các quốc gia thành viên và các cơ quan độc lập, và những lĩnh vực cần cải thiện sẽ được xác định. Tuy nhiên, ông khẳng định, hiện nay trọng tâm của WHO là ngăn chặn đại dịch COVID-19 và bảo vệ mạng sống của người dân. Bộ Quốc phòng Pháp vừa thông báo 668 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bộ Quốc phòng Pháp đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm các thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hải quân khác sau khi có khoảng 40 thủy thủ trên tàu Charles de Gaulle xuất hiện các triệu chứng hồi đầu tháng này. Có 668 thủy thủ trong số 1.767 người được xét nghiệm dương tính với COVID-19, 31 người đã được đưa đến bệnh viện quân đội và một người đang được điều trị tích cực. Số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng lên. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, tàu sân bay Charles de Gaulle cùng các tàu khác đã rời cảng Toulon từ tháng 1 để tham gia các hoạt động chống khủng bố ở Iraq và Syria và một cuộc tập trận hải quân ở Đại Tây Dương với Mỹ trước khi cập cảng ở miền Tây nước Pháp vào giữa tháng 3. Những tàu này đã không cập cảng nào khác kể từ đó và hiện chưa rõ nguyên nhân các thủy thủ bị nhiễm bệnh. Các nhà chức trách đang khử trùng tàu, đồng thời xác định nguồn lây nhiễm. Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc nhóm 20 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới vừa đồng ý hoãn thời gian trả nợ cho các nước thu nhập thấp nhằm hỗ trợ những nước này trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Các bộ trưởng tài chính nhóm G20 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào sáng ngày 15 tháng 4. Sau cuộc họp, họ đã đưa ra tuyên bố cho biết ưu tiên khẩn cấp của G20 hiện nay là đẩy lùi đại dịch COVID-19 và khắc phục các tác động về sức khỏe, xã hội và kinh tế. G20 cũng cam kết sử dụng tất cả các công cụ chính sách hiện có để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu. Họ đã nhất trí hoãn thời hạn trả nợ của các nước thu nhập thấp cho đến cuối năm nay. G20 cũng đang kêu gọi khu vực tư nhân thực hiện các bước đi tương tự. Các bộ trưởng đã thông qua một kế hoạch hành động bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có chăm sóc sức khỏe, kinh tế và tài chính. Theo kết quả chính thức vừa được Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc công bố, Đảng Dân Chủ cầm quyền và Đảng Liên kết đồng hành vì người dân đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Trước đó, mặc dù giữa dịch COVID-19 nhưng có tới 66% cử tri Hàn Quốc vẫn đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới. Đây là tỷ lệ bầu cao nhất trong gần 30 năm qua. Đảng Dân Chủ cầm quyền và Đảng Liên kết đồng hành vì người dân đã giành 180 ghế, chiếm 3/5 tổng số 300 ghế trong quốc hội. Điều này giúp đảng cầm quyền có thể thông qua hầu hết các dự luật ngay cả khi các đảng đối lập phản đối. Trong khi đó, đảng đối lập Tương lai Thống nhất và đảng Hàn Quốc Tương lai Liên kết giành được 103 ghế. Kết quả của cuộc bầu cử quốc hội sẽ mở đường cho Tổng thống Moon Jae-in thúc đẩy các chính sách nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị trì trệ của Hàn Quốc và cải cách văn phòng công tố viên. Tổng thống Moon Jae-in vẫn còn 2 năm tại vị trong nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của mình. Đảng Dân Chủ đã có được lợi thế sau khi Tổng thống Moon Jae-in có cách xử lý tốt dịch COVID-19 tại nước này. Hiện ở Hàn Quốc có hơn 10.500 ca nhiễm, nhưng con số này đã chững lại gần đây. Chính phủ Hàn Quốc đã được đánh giá cao cả trong và ngoài nước về cách xét nghiệm và theo dõi lịch sử tiếp xúc của các bệnh nhân. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.